Xin chào tất cả các em. Đến cái giờ phút này thì thầy khẳng định với các em một điều là vật lý nó rất là thú vị. Cái gì chúng ta cũng có thể giải thích một cách rất là hợp lý được. Bởi bản chất cái trong cái từ vật, vật lý, sự vật hiện tượng mà chúng ta có thể giải thích một cách hợp lý. Nó có lý trong tự nhiên. Không những là liên quan đến kiến thức mà liên quan đến các hiện tượng khác trong cuộc sống. Thầy lấy đơn cử một cái ví dụ như thế này mà thầy có thể giải thích được và nhiều người cũng giải thích được. Chắc chắn là cái câu chuyện mà thầy sẽ nói ngay sau đây, sẽ kể ngay sau đây ít 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 bạn biết được đấy. Cũng chắc chắn là không biết được là cái tại sao lại như thế, cũng chẳng biết được là có một cái sự thú vị về hai cái loại động vật này. Đó chính là giải thích tại sao bây giờ là chuột không có mật và rùa lại xuất hiện nhiều cái vết rạn nứt ở trên mai. Nó có lý do của nó. Thầy, đấy là một câu chuyện, và một câu chuyện thứ hai thầy cũng sẽ giải đáp. Hy vọng rằng nó cũng có lý. Và các em thấy có lý thì ủng hộ thầy. Câu chuyện thứ nhất là ngày xưa bản thân chuột có rất là nhiều mật, có túi mật rất là to, là lớn. Và rùa thì mai rất là, rùa mai rất là nhẵn. Có thể nó là cơ sở mà hiện nay một số cái loại mai nhẵn như là ba ba, nhưng mà rùa lại mai không nhẵn. Bởi vì là trước kia rùa và chuột chơi rất thân. Rùa thì sống dưới nước, nhưng mà chuột lại sống trên ngọn cây, cao lắm, cao lắm. Cho nên tại sao là khi con chuột, con mèo nó lại trèo lên ngọn cây cau, nó thăm con chuột. Chú mèo mà trèo cây cao hỏi thăm chú chuột đấy, cũng tại sao lại chuột trên ngọn cây, nó có lý do cả. Ngày xưa chuột cũng trên ngọn cây đấy, thì chuột sống yên ổn trên ngọn cây nhưng lại chơi rất thân với ông rùa ở dưới nước. Tình bạn thân thiết keo sơn gắn bó, nhưng cái việc đi lại để gặp nhau để tâm sự thì nó hơi khó khăn. Rồi là cái chuyện mà tìm hiểu gia cảnh của nhau để hiểu nhau hơn, như cái mèo, ông mèo lên thăm nhà ông chuột ấy. Thế nó khó, mèo dễ trèo nhưng mà rùa khó khăn, mà không biết làm thế nào để mà leo lên một cái ngọn cây như là cây cao để mà thăm nhà con chuột. Nhà chuột cũng tỏ ra rất là hào hứng muốn mời một cái người bạn thân của chú chuột lên chơi. Rồi rắn rất là nhiều lần mời mọc vào thì đúng lúc này thì rùa quyết định lên thăm nhà chuột. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ leo trèo là khó khăn rồi, thế thì chuột bỗng nghĩ ra một kế là thôi, con rùa lại ngậm vào đuôi của con chuột. Tuy nhiên là cái hồi đó con rùa nó vừa phải thôi, chuột cũng đủ lớn, ngậm đuôi chuột leo lên để cho chuột leo lên ngọn cây. Thế thì cái giải pháp này khả thi. Thế là một ngày đẹp trời thì hai người bạn rủ nhau leo lên thăm nhà chuột, cũng cái dịp nhà có dỗ, mà không phải là dỗ cha chú mèo đâu, nhà có dỗ, mời rùa lên thăm. Thì chuột xuống cất công đưa rùa lên bằng cách rùa ngậm vào đuôi chuột, chuột cứ thong thả leo lên trên ngọn cây. Đến gần tới nhà của chuột thì khách qua lại tấp nập đến dỗ, có một cái đám dỗ nhà chuột. Mọi người hào hứng hồ hởi để đón một vị khách quý được nghe tên nghe kể đã lâu ở dưới nước leo lên ngọn cây đúng vào ngày dỗ. Gần tới nơi, mọi người hồ hởi bước ra cổng cửa nhà để chào đón hỏi han chú rùa. Rùa bằng phép lịch sự, sau khi hỏi han tới tấp, khách quý mà, cháu chào bác, em chào anh, anh đi đâu đấy lâu lắm cũng không được gặp anh, giờ lần đầu tiên anh đến. Phép lịch sự thì rùa đành phải trả lời, chả nhẽ có những bậc bồ lão đến ra ngoài cửa chào mà lại không gặp, mà không trả, không đáp thì bất lịch sự quá. Rùa bỗng nhiên là há miệng ra trả lời, vừa há miệng ra thì rơi khỏi cái đuôi chuột, thì rơi bốp xuống đất. Thế là vỡ làm ba làm tư cái miếng mai. Không thể để bạn đau đớn như thế, thì chuột ngay lập tức lấy mật của mình. Mật là có chất kết dính rất cao,
đành gắn lại cho rùa cái mai. Rồi nghỉ dưỡng thương ở nhà, sau một thời gian mai cũng liền và trở lại bình thường. Và cái tình bạn keo sơn gắn bó đấy lại tiếp tục phát triển. Ngày ngày gặp nhau tâm sự khi chuột có thể xuống được chơi với rùa. Nhưng vẫn lại mong muốn rất là tha thiết là lên thăm nhà một lần. Một lần trước đã hụt rồi. Thì sau khi ổn định tâm lý, ngã một lần đau quá, gọi là trèo cao ngã đau mà, thì rùa cũng chợt. Lại một ngày đẹp trời khác, rùa quyết định lên thăm nhà chuột. Và cũng phương pháp cũ, không còn cách nào khác nữa đâu, không thể dùng dòng dọc vật lý được, đâu ra dòng dọc. Thế lại là chuột cho rùa ngậm vào đuôi leo lên nhà mình. Để lần này mà bạn mình đỡ đau đớn, chuột trong quá trình đưa rùa lên thì dặn đi nhận lại: nhớ là mọi người ra chào, cậu đừng có mà mở miệng ra đáp lại. Khi nào lên tới nơi thì hãy đáp. Cứ thế, đi một đoạn chuột lại dặn, vì quá thương bạn, sợ bạn lại một lần ngã nữa. Nhưng con người chúng ta cũng có sức chịu đựng, nhắc đi nhắc lại nhiều khó chịu lắm. Cho nên tới 2/3 cây rồi thì anh rùa này không kiềm chế được, bực tức quá, bởi vì dặn gì mà dặn lắm thế. Tức mình bảo mở miệng ra nói: ờ tớ biết rồi. Nói nhiều thế thì vừa mở miệng ra nói thì đúng rồi, bụp xuống đất. Thế là đợt này mai không còn bền vững, sức bền vật liệu kém rồi, tớ nát tanh bành ra. Chuột quá thương bạn, lại một lần nữa lỡ dở câu chuyện lên nhà. Và anh cuối cùng quyết định chút toàn bộ số mật ở trong cái túi mật của mình ra để gắn lại mai cho rùa. Cho nên từ đó trở đi rùa cũng không dám lên nữa, bởi vì biết chắc là không thể lên được nhà chuột chơi. Và cũng sợ quá, hai lần xông tâm lý, may mà còn sống sót. Mai đã nát hơn rất là nhiều, có nhiều vết gạch nhỏ hơn. Và từ đó trở đi bằng lòng với chuyện bên dưới, với cái mai nứt. Còn chuột cũng không thể còn mật được nữa. Từ đó trở đi chuột không có mật và rùa xuất hiện vết nứt.